A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2019 là ngày giao tiền đầu tiên cho cô Vũ Thị Toàn ở xóm Hạng Xã Sơn Hải, được nhận tài trợ hàng tháng một tháng 500 ngàn do anh Tú tài trợ chương trình này. Thì thầy xin đại diện cho chính quyền địa phương xã Sơn Hải cũng như nhà chùa và gia đình của Toàn nhân thành cảm ơn anh Tú cầu chúc cho anh và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là tiền của tài trợ vừa hàng tháng, đây là lần đầu tiên những chủ tài trợ này. Xin cảm ơn.